Nhân việc năm mới sắp đến, Đoàn Cải Lương Hương Miền Nam có tổ chức một buổi đờn ca nhạc tài tử, các anh chị em hợp mặt để mà ăn Tết niên cuối năm. Thì những anh chị nào yêu mến bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương thì chúng ta đừng ngần ngại, hãy gọi cho Thu Thảo hoặc gọi cho trưởng đoàn Cải Lương Hương Miền Nam là nhạc sĩ Trịnh Phước Chí. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 31 tây tháng 1 năm 2015 tại nhà của bà Kiều Thanh ở số 3905 Mildred Drive, Annadale 22033. Thu Thảo xin nhắc lại, địa chỉ là 3905 Mildred Drive, Annadale, Việt Vina 22033. Xin hân hoan chào đón quý vị đến với cái chương trình của Tết niên của đoàn. Và bây giờ Thu Thảo xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Xin chúc quý vị sức khỏe, an khang, vạn sự cát tường. Xin chào tạm biệt.